Chào bạn đã trở lại kênh Cây Trồng TV. Nay thì sẵn có dịp mình quay được cái đám dưa Thái. Dưa này thì theo như mình đoán thì tầm khoảng 31-32 ngày. Giống này là giống Ngọc Long Châu. Dưa này thì mình thấy trái thì mơi là bẻ đó. Thì giống Ngọc Long Châu thì nhiều bạn cũng biết rồi đó, thì nó có năng suất, trái nó rất đẹp luôn. Nó dưa này thành phố nó rất là chuộng nha, ở mấy cái chợ đồng, mấy cái chợ tỉnh đó, thì trái dài thì nó không có, thì không có thịnh hành. Ở chợ tỉnh thì người ta trồng trái ngắn không à. Còn đây thì dưa này thì bán cho lái đi thành phố. Thành phố rất là chuộng trái dài. Giá nó hơi cao hơn giống trái ngắn nha. Thì nói chung kỹ thuật làm dưa thì nó cũng mỗi người mỗi cái làm nó hơi khác nhau, nhưng mà chú Quy thì ai làm dưa nó cũng có kỹ thuật hết. Kỹ thuật lấy trái, kỹ thuật dưỡng dưỡng trái đồ nói chung nhiều lắm. Thì kênh mình thì nói chung chuyên bên làm gì bên dưa leo thì chia sẻ những kinh nghiệm mình làm đó cho các bạn nào mới tập trồng đó. Còn những bạn nào nó trồng lâu năm rồi thì đã có kinh nghiệm rồi. Thì mùa này mấy bạn để cho dàn lá đẹp đó, thì mình xịt ngừa bệnh đó, thường đó, không 4-5 ngày mình xịt 1 lần. Thì dưa này thì cũng xài vô phép đó, vô phép cũng VC đó, ngừa bệnh đó, để mới giữ được vô lá được như gì. Tại vì bây giờ thị trường nó mấy loại thuốc Rumin đồ với Colozen M8 đồ thì nó chỉ phòng thôi chứ nó trị không nổi đâu. Dưa này thì trái cũng nhiều nha, rớt trái cũng nhiều lắm. Rồi phủ vàng luôn rồi, nó có đọt phủ vàng. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hôm nào thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình.